Chiều nay 28 tháng 2, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Qua 2 năm thực hiện đề án đã có 80 trên 80 xã có lực lượng công an chính quy đạt 100%. Với 406 đồng chí công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã 80 đồng chí, phó công an xã 90 đồng chí và 236 công an viên chính quy. Có lực lượng công an chính quy, công an cấp xã đã góp phần tăng cường phòng ngừa xã hội, quản lý giáo dục trên 3.200 đối tượng, tiếp nhận 2.500 tin báo tố giác tội phạm, vận động quần chúng, quản lý cư trú. Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kéo giảm ở các xã, được bố trí công an chính quy. Ông Trần Văn Lâu biểu dương những kết quả đã đạt được và nhận định công an xã đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, đề nghị công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác này, các địa phương hỗ trợ ngành công an hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở các địa bàn, đồng thời vận động toàn dân tham gia phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hội nghị cũng đã công bố và trao quyết định bố trí công an xã chính quy cho lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh. Dịp này có nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc. Chiều ngày 28 tháng 2, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc định kỳ với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Sóc Trăng về tình hình hoạt động báo chí năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng dự có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội viên, quán triệt luật báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp đối với người làm báo. Tổ chức phát động các cuộc thi trong và ngoài địa phương tổ chức. Báo đài địa phương đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thông tin kịp thời, đảm bảo các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bám sát thực tiễn, thông tin toàn diện các mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao hoạt động báo chí trong năm qua. Những người làm báo đã vượt qua khó khăn vất vả để có những bài viết, hình ảnh, phản ánh chân thật nhất về tình hình địa phương và đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa, tập trung thông tin đầy đủ, kịp thời và sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, phản ánh công tác triển khai quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy và của các cấp ủy, tích cực tuyên truyền về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh và những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, đồng thời báo chí phải phát huy vai trò đi đầu trong mặt trận văn hóa, tư tưởng, đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 2, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo của tiểu ban nội dung phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Đến thời điểm này, nhiều công việc được tiểu ban nội dung chuẩn bị xong với một số nội dung trọng tâm như xây dựng kế hoạch chung tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và hội nghị xúc tiến đầu tư, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính, kế hoạch tổ chức đoàn đi mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến xúc tiến đầu tư vào các dự án của tỉnh. Đồng thời, tiểu ban đã triển khai thực hiện kịch bản để điều hành hội nghị, xây dựng video clip Sóc Trăng đồng hành hợp tác phát triển, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Ngoài ra, tiểu ban cũng đã chuẩn bị các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và các dự án thúc đẩy tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp đề nghị các sở ban ngành tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công, đồng thời tổng hợp báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua trong thời gian tới.